Xin chào tất cả quý vị và các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh Tiểu sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi xin phép được cung cấp cho các bạn thông tin chân dung và tiểu sử của nam diễn viên Duy Hưng chuyên trị vai xã hội đen. Duy Hưng là gương mặt đang nổi của dàn diễn viên vũ trụ VFC. Ngoài sự nghiệp ổn định, anh còn có một tổ ấm hạnh phúc với vợ tâm lý, con đáng yêu. Trong bộ phim mới, Duy Hưng tiếp tục có màn kết hợp ăn ý với Doãn Quốc Đàm. Cả hai vào vai anh em trai có tình cảm khăng khít và gắn bó với nhiều phân cảnh giàu cảm xúc. Hiện tại, diễn viên Duy Hưng cũng đang gây chú ý trên sóng Giờ Vàng VTV với vai con trai riêng của ông Lê Toàn, một ông trùm đã rửa tay gác kiếm. Theo nam diễn viên, đây là vai khiến anh tốn nhiều tâm sức vì có diễn biến tâm lý nặng và phức tạp. Vai diễn lần này của tôi rất khác lạ so với những vai trước. Những cung bậc cảm xúc đều lên đến tột đỉnh, từ yêu thương gia đình đến tình cảm với anh em xã hội. Mỗi sự việc xảy ra với nhân vật Khương đều đi quá giới hạn, kiểu như điên cũng phải điên hết mức có thể, đau khổ cũng vậy, Duy Hưng tiết lộ. Trước đó, Doãn Quốc Đàm và Duy Hưng từng là cặp bài trùng kết hợp rất ăn ý trong nhiều bộ phim, đặc biệt trong phim Làng Trong Phố và Phố Trong Làng. Họ cũng từng hóa thân trong rất nhiều dạng vai với các phim thuộc series phim cảnh sát hình sự như Người Phán Xử, Sinh Tử. Duy Hưng hiện đang là gương mặt thực lực nổi tiếng được khán giả yêu mến trên khung Giờ Vàng VTV. Anh được mọi người ví như em trai Doãn Quốc Đàm bởi những màn hợp tác ăn ý và đặc sắc. Diễn viên Duy Hưng tên thật là Nguyễn Duy Hưng, sinh ngày 15 tháng 08 năm 1989. Duy Hưng là nam diễn viên Việt Nam được biết đến với vai mặt sắt trong phim Người Phán Xử. Trước đây, khi còn ở nhà hát lớn Hà Nội, anh đã tham gia nhiều vở kịch nổi tiếng như Trái Tim Trong Sáng, vai Lê Văn Bốn, Bỉ Vỏ, vai Quan Tây, Vùng Lạnh, vai Phú Sẹo. Được biết, Hoàng Đế Sắt Đá cũng là vai diễn đầu tay của Duy Hưng trên màn ảnh nhỏ. Qua vai diễn này, nhiều khán giả đã biết và gọi tên nhân vật này khi gặp anh trên phố. Theo những người bên cạnh Hưng, tuy thường đảm nhận những vai dữ dằn trên phim nhưng ngoài đời anh là người hiền lành, chất phác. Bên cạnh đó, theo nhiều nguồn tin trên mạng, Duy Hưng là học trò của nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng. Đây là giáo viên chủ nhiệm đã dạy anh từ thuở lọt lòng đến với nghệ thuật diễn xuất và cũng là người thổi bùng niềm đam mê nghệ thuật của nam diễn viên. Sau khi tốt nghiệp cao đẳng nghệ thuật Hà Nội năm 2014, Duy Hưng đầu quân về nhà hát kịch Hà Nội. Anh đã làm việc tại đây 4 năm và tham gia nhiều vở kịch khác nhau, qua đó giúp Hưng rèn luyện và trau dồi khả năng diễn xuất. Tuy nhiên, dù tham gia diễn nhiều năm như vậy nhưng không nhiều khán giả biết đến Duy Hưng. Phải đến khi chạm ngõ điện ảnh với vai Hoàng Mặt Sắt trong phim Người Phán Xử, tên tuổi của anh mới được nhắc đến trên đường phố Hà Nội. Anh thường được giao cho những vai đánh đấm bụi bặm. Được biết, đây chỉ là một vai phụ và anh đã xuất hiện trong tập 35 của bộ phim Người Phán Xử. Gương mặt hung dữ, thủ đoạn nham hiểm, độc ác đã giúp Hùng trở thành cái tên gây tò mò cho khán giả. Dù nổi tiếng hơn nhưng anh chàng không mấy mặn mà với phim truyền hình. Được biết, trong một bài phỏng vấn, Hưng có chia sẻ rằng cuộc sống của một diễn viên truyền hình ngày càng sôi động và hào nhoáng nhưng mục tiêu lớn nhất của anh vẫn sẽ là gắn bó với sân khấu. Duy Hưng được đánh giá cao về khả năng diễn xuất khi có thể biến hóa cơ mặt từ hiền lành, ngơ ngác sang hung ác, đáng sợ chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Vì có vóc dáng cao ráo, thân hình vạm vỡ và gương mặt thô kệch nên anh thường được các đạo diễn chọn mặt gửi vàng cho các vai giang hồ, phản diện. Bên cạnh bộ sưu tập vai giang hồ đình đám, Duy Hưng cũng thử sức với nhiều vai diễn khác nhau. Anh từng đảm nhận vai ông bố đơn thân ấm áp, lương thiện như đồng ở Mùa Hoa Tìm Lại, hay vai Trung Châu hài hước, ngốc nghếch trong Gara Hạnh Phúc với những câu nói gây cười và gây hot như Hey Slow Hey, Lily, Đẳng Cấp. Nhân cách tốt cũng là điều mà nam diễn viên được bạn bè, đồng nghiệp nhận xét. Dù là diễn viên như những anh chị em khác trong nhà hát nhưng đôi khi anh cũng kiêm luôn vai trò nhân viên hậu trường, thu xếp, dọn dẹp hiện trường. Tính đến thời điểm hiện tại, anh cũng đã từng đóng nhiều dạng nhân vật cả trên sân khấu và truyền hình như công an, bộ đội, quan lại, tù tội, ăn mày, người dân tộc. Hiện Duy Hưng muốn thử sức mình ở nhiều nơi khác nhau. Những vai diễn nội tâm để làm mới bản thân và tránh bị đóng khung trong những vai cơ bắp chân tay. Khác với hình tượng giang hồ trong phim, ngoài đời Duy Hưng có tính cách hoàn toàn trái ngược với ngoại hình gai góc của mình. Anh được nhận xét là người hiền lành, chất phác. Anh cũng tự nhận bản thân là người hòa đồng, đôi khi lầm lì nhưng hoàn toàn khác với những vai diễn mà bản thân từng đóng. Nam diễn viên cũng chia sẻ vì thường được chọn những vai giang hồ, bặm trợn nên mẹ anh sợ con trai bị người khác hiểu lầm. Theo thông tin có được, Hưng kết hôn vào cuối tháng 12 năm 2019. Vợ anh tên là Huyền Nguyễn, sinh năm 1995 và cũng là một nữ diễn viên khá quen mặt với khán giả trẻ. Bà xã Duy Hưng sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp ấn tượng không kém gì hoa hậu với nước da trắng cùng các đường nét hài hòa, nhẹ nhàng. Vì khá kín tiếng trong chuyện tình cảm nên khi vợ chồng Duy Hưng kết hôn khiến nhiều người bất ngờ.
Sau khi tổ chức đám cưới xong, anh đã đăng đàn trên trang cá nhân để gửi lời cảm ơn đến người thân và bạn bè. Về cuộc sống, Duy Hưng và Huyền Nguyễn đang hạnh phúc bên nhau. Bạn có thể thấy điều đó qua một vài bài báo mà cả hai đã đăng tải. Vì cả hai đều khá kín tiếng trong chuyện tình cảm nên sẽ không có quá nhiều thông tin được công khai trên mạng xã hội. Nam diễn viên đã hoạt động 6 năm trong nhà hát kịch Hà Nội và từng tham gia nhiều phim VTV đình đám như Người Phán Xử, Quỳnh Búp Bê, Mê Cung, Mùa Hoa Tìm Lại, Gara Hạnh Phúc, Làng Trong Phố. Sự nghiệp của Duy Hưng cứ ổn định và phát triển dần lên là nhờ đằng sau anh có một người vợ tâm lý. Anh kết hôn vào năm 2019, hiện hai vợ chồng đã có một cậu con trai. Nguyễn Huyền thường xuyên đảm nhận những vai ác nữ phản diện, đanh đá trong nhiều sitcom, phim hài mạng của Ham TV, BICHTV. Bên cạnh diễn xuất, vợ Duy Hưng còn có tài kinh doanh. Cô hiện đang làm chủ của một trung tâm làm đẹp và buôn bán thêm đồ ăn. Nói về cơ duyên quen và yêu nhau, vợ Duy Hưng tâm sự với Tiền Phong, tôi và anh Hưng biết nhau trên mạng cũng đã lâu nhưng không thường xuyên trò chuyện. Hôm đó, tình cờ tôi xem phim Mê Cung trên VTV, thấy anh Hưng có tham gia nên cũng nhắn tin trêu vài câu. Cả hai thân thiết và trò chuyện qua lại từ hồi đó. Lúc mới quen nhau, chỗ tôi làm việc cách anh Hưng khá xa, phải gần 20 cây số, nhưng anh không ngại đường xá xa xôi mà qua gặp tôi. Gặp nhau rồi thấy hợp nhau, hiểu nhau quá nên bén duyên từ đó. Tôi cảm nắng anh Duy Hưng vì thấy anh ấy chân thành, tốt bụng và sống tình cảm lắm. Sau 4 năm kết hôn, cặp đôi có một em bé xinh xắn. Để chồng yên tâm làm việc, vợ Duy Hưng đã hy sinh sự nghiệp diễn xuất của mình. Cô tập trung chăm sóc con cái, lo việc kinh doanh và phụ giúp chồng trong công việc. Với Duy Hưng, đó là một sự hy sinh cao cả của vợ dù cô không hề than vãn nửa lời. Biết tâm lý vợ như vậy nên Duy Hưng luôn cố gắng bù đắp cho vợ con những khi rảnh rỗi, không bận bịu với công việc. Duy Hưng cũng luôn tự hào và biết ơn vợ vì điều này. Trên trang cá nhân, Duy Hưng luôn bày tỏ tình cảm với vợ một cách chân thành nhất. Anh cũng luôn ý thức việc mình đã có gia đình và luôn ứng xử chừng mực với các bạn diễn nữ. Chính điều này đã khiến vợ Duy Hưng luôn tin tưởng và hạnh phúc bên chồng. Chia sẻ về chồng, vợ Duy Hưng nói với Tiền Phong, công việc khá bận rộn nhưng khi có thời gian rảnh là anh Hưng sẽ tranh thủ phụ vợ việc nhà và dành thời gian chơi với con. Cả hai đều thống nhất quan điểm, thời gian dành cho gia đình là trên hết. Còn Duy Hưng cũng tự hào khi được vợ tin tưởng, anh kể với Vietnamnet, làm vợ của một diễn viên có đôi lúc thiệt thòi nhưng thay vì phàn nàn, cô ấy luôn bên cạnh chia sẻ, động viên và luôn ủng hộ con đường sự nghiệp của tôi. Chính sự tin tưởng của hai vợ chồng đã khiến hôn nhân cặp đôi luôn vui vẻ, hạnh phúc. Đây cũng chính là nền tảng để sự nghiệp của họ thăng hoa và phát triển hơn. Ngoài thời gian bận rộn trên phim trường, Duy Hưng không nề hà chia sẻ việc nhà với bà xã khi rảnh rỗi. Nam diễn viên tự nhận bản thân là một ông bố bỉm khá đảm đang, bởi anh có thể làm tốt rất nhiều việc như cho con ăn, cho con ngủ, tắm, thay bỉm. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.